ta cùng đến với trận thi đấu thứ 3 trong xe đấu thứ 4. Đây là Max C, Baby Max C, Min Wan, AC là quân các game thủ bên phía Thái Bình. Vâng, tôi nhìn nhầm. Vâng, các game thủ bên phía Hà Nội quân gì chúng ta cũng chờ xem. Một sang và một hit. Vâng, tươi chưa? Vẫn phải xét rất nhiều. Đây là AC của Hoàng Lan, đầu cánh, góc 6 giờ, Min Wan của Mèo Mèo trong cánh, Babylon của Tiểu Bạch Long. Vâng, quân cũng gọi là khá được. Chúng ta cùng đến với Macedonian của Tôm. Vâng, Pho sang Egypt hit. Vâng, thế là đủ, vâng đủ rồi. Vâng, đủ 4 quân rồi. Vâng, tôi đang định đọc Greek hay Greek nữa. Đúng rồi. Vâng, Pho sang Egypt hit. Vâng, nói chung là nó đã đen thì nó lại rất nhiều lông. Vâng, trận này thì đúng là không còn gì để nói. Vâng, Max C đâm nhà nào được thì đâm, còn các nhà kia cân hết. Min Wan của Mèo Mèo phải có thế. Babylon của Dũng Con cũng phải đánh được cung. AC của Hoàng Lan cũng thế. Không thì không có cửa. Khi mà quân của các game thủ bên phía Hà Nội là quân tuyển, cung là cung tuyển, không tuyển thì cũng là một loại trâu bò húc chứ không phải là loại bình thường. Vâng, Phoenician thì đừng đùa. AC, vâng, Egypt hit cũng không phải là các loại quân vớ vẩn. Vâng, hy vọng là Tôm thôi. Tôm có thể gây đột biến gì đấy thì Thái Bình mới có cửa, không thì sẽ rất khó. Tôm đang cho nông dân của mình câu hai voi về nhà chính. Vâng, vẫn rất nuột. Hai voi vẫn đang, vâng, như hai đường thẳng song song và bắt đầu về đến nhà Tôm. Một con quay đầu, một con dừng lại. Vâng, phải bình tĩnh, rất bình tĩnh trong pha này. Vâng, và như vậy là con voi đã chết. Vẫn còn một con nữa sẽ quát cắt dân bãi quả ra để ăn. Vâng, thôi thôi, không 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 chơi được. Vâng, anh đành phải đóng chị ở ngoài thôi chứ không thể chơi cái loại mà đông tây y kết hợp thế được. Đông tây y kết hợp như vậy thì tù lắm, ăn được vàng nhưng mà gỗ đầu xấu khiến cái việc ép đời không được tốt. Vâng, con voi thứ hai chuẩn bị được về nhà chính. Nông dân sẽ được dần dần mà cắt ra ăn bãi quả. Dường như là vẫn chỉ có đôi voi, đôi voi và bãi quả phụ thôi. Hiêu đầu dường như cũng chưa thấy. Vâng, đây rồi, nông dân chuẩn bị được ra để ăn bãi quả phụ. Đây rồi, đã có hiêu đầu và như vậy là đồ đã đủ. Đồ lùa về cũng có nhưng mà đồ lùa về là không sớm. Gọi là có đồ lùa về cho nó đỡ chống nhà chính thôi. Có gọi là có thôi chứ không thể ép sớm một trận này. 23 dân, Tôm vẫn chưa ngừng xin dân. 24 dân, dường như là 25. Không ép được sớm thì phải ép được nhiều dân. Đấy là phong cách của Tôm. Phải có một cái gì đấy đột biến đến từ Tôm, không thì sẽ là một trận thua nữa ở các game thủ bên phía Thái Bình. Và tỷ số về C sẽ được các game thủ bên phía Hà Nội gỡ hòa, dẫn trước với 2-0. Nhưng bây giờ các game thủ bên phía Thái Bình đang bị lội ngược dòng. Quân là quá khắc và quá xấu, bài cũng không thể lên được sớm. Chúng ta cùng dạo qua một vòng. Đây là Hoàng Lan, 26 dân. Dường như là, vâng, đẹp, khá tươi. Bài này hình như là đánh rồi. Đây là Min Wan. Vâng, bài này dường như là đánh rồi nếu tôi không nhầm. À không, không, bài này hình như là tôi chưa biết. Chúng ta cùng quay trở lại với màn hình máy của Tôm. Một Tôm thiết kế một chiếc BB cực dị. Vâng, một chiếc BB này thì dường như là chỉ được 4 con dân ăn vàng thôi.
không được nhiều. Đây là BL. BM sẽ được đóng ở bãi gỗ đầu. Vâng. Trận ép đời không được sớm của Tom khi mà anh phải kích đời ở đầu 11. Vâng, cái bãi vàng này thì tôi đảm bảo nó kiểu gì cũng tắc. Không thể không tắc ở cái bãi vàng này được khi mà Tom bo. Vâng, dường như anh đóng BB hơi lỗi. Lỗi. Nhét dân ở bên trong thì cũng rát khi mà nông dân vất vàng về chiếc BS. Vâng, đã ngựa giò của Mỹ Đình. Vâng. Phonesian. Không sao được. Vâng, được 5 con nông dân. Một con sẽ bị rát. Mỹ Đình phải chăng anh chính là khắc tinh của các cầu thủ bên phía Hà Nội? Từ lúc anh bước chân vào sân, tình thế đã thay đổi hẳn. Và đó là một điều không thể làm sao được. Thái Bình đang thăng hoa với 2 trận thắng liên tiếp. Vâng, 2 xe đấu thắng liên tiếp thì bây giờ các anh đang bắt đầu hạ cánh. Nông dân của Tôm đã phi thẳng vào nhà của Mỹ Đình. Và bây giờ thì lạc đà Mỹ Đình đã có Phonesian. Vâng, phải đi xa tí nữa thì mới đóng được y. Chứ không đặt cái móng là Tôm sẽ chết. Nhưng mà dường như anh muốn dâng vào nhà trong cánh cơ. Vâng, nông dân bãi vàng tôi bảo rồi. Kiểu gì cũng rát. Trong cánh là ai? Tôm vẫn chưa biết. Vâng, thì đóng bừa. Tôi không thấy thì thôi, cứ phải táng. Vâng, anh đang soi quân. Seng là của... Seng là của Tuti. Vâng, giáp đồng đã được nâng. Ăn hoang thêm một bãi hiêu để có thể lấy lực đâm y, đỡ phải xin đồng đội. Chúng ta cùng dạt qua màn hình máy của thằng Lan. Vâng, Phô cũng đã... Phô cũng đã có BA. Đây là Hoàng Lan, vâng. Hoàng Lan cũng đang bị màu 7. Màu 7 là cái gì? Vâng, màu 6 cũng chém. Màu 7 cũng chém. Màu Hoàng Lan không lên được đời. Bây giờ mới có bánh xe. Màu 7 là Egypt. Màu 6. Màu 6 là Seng của Tuti. Vâng, cung của Hoàng Mai Nhi. Vâng, 3 nhà đang hấp diêm vào nhà của... Vâng. Quá đen. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu đầu tiên trong trận đấu thứ 5. Một chút gì đó để Thái Bình lấy lại danh dự. Quá căng. Vâng, 6 trận thua liên tiếp của các cầu thủ bên phía Thái Bình mà chúng ta hãy làm một điều gì đấy. Và đến với trận thi đấu thứ 5, một trận thi đấu chung kết.